Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Bóp Bóng 7 Review. Hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà bộ phim Sát Thủ Lưu Vong, với sự tham gia của Nhậm Đạt Hoa và Trương Gia Huy. Huỳnh Thư Sinh, Hoa từng là thành viên trong nhóm Sát Thủ 5 người, nhưng sau đó anh lấy vợ giải nghệ nhưng bị tên đại ca xã hội đen Đại Phi không buông tha. Cuối cùng bọn họ quyết định làm một vụ lớn để giải cứu Hoa, nhưng họ không ngờ đã bị Đại Phi phát hiện, liệu bọn họ có thành công với kế hoạch? Mời cả nhà cùng thưởng thức nhé! Người đàn ông này tên là Thái, cùng với đàn em là Miêu đến một ngôi nhà ở Macau, tìm một người bạn tên là Hòa, nhưng vợ của Hòa đã nói dối và đuổi hai người họ đi. Thế nhưng Thái vẫn lãng vãng gần đó để chờ đợi Hòa về. Một lát sau, lại tiếp tục có hai người đàn ông khác đến tìm Hòa, ông ta tên là Hòa, còn người mập mạp kia tên là Ba Phì. Cũng như hai người trước đều bị người vợ nói dối và đuổi đi. Tiếp theo, bốn người họ chạm mặt nhau ở một gốc cây. Vì xưa kia cả năm người họ đều là anh em kết nghĩa vào sinh ra tử có nhau, nhưng nay Hòa đã có vợ và con quyết định rời bỏ nghề sát thủ mà bỏ trốn. Hòa nhận lệnh của ông chủ Đại Phi đến thủ tiêu Hòa, còn Thái vì tình nghĩa lúc trước Hòa từng cứu mạng mình nên anh đến để bảo vệ Hòa. Thái rất muốn thương lượng với Hòa, nhưng ông ta không đồng ý vì sợ Đại Phi. Ngay lúc ấy, Hòa lái xe tải mới đi mua đồ gia dụng gia đình trở về. Anh nhìn thấy bốn người họ thì cũng hiểu rằng chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Tiếp theo, bốn người sát thủ đi theo Hòa vào nhà. Bỗng có một chiếc xe của ông cảnh sát sắp nghỉ hưu chạy đến. Thế là Hòa cùng với Thái đi vào bên trong nhà cùng với Hòa. Còn Miêu và Ba Phì thì đứng chặn đường ông cảnh sát kia. Bên trong thì Hòa tiến tới ngăn kéo mà lấy ra một khẩu súng, nhưng vì súng của anh ta chỉ có thể lắp 6 viên đạn. Thế là vì nghĩ khí giang hồ mà Hòa và Thái lần lượt tự gỡ bỏ đi mỗi người 6 viên đạn để cho bằng số đạn trong súng, với Hòa. Người vợ thì không ngừng xoay chuỗi hạt và niệm kinh trong phòng. Hòa vừa lắp đạn vào là cả ba cùng nổ súng về phía nhau. Hòa bị bắn ngay lưng, nhưng may là ông ta có mặc áo chống đạn từ trước nên không sao. Tiếp theo Thái và Hòa hợp tác tấn công một mình Hòa khiến cho ông ta phải trốn sau bức tường. Ông cảnh sát già bên ngoài nghe tiếng súng liền mở cửa xe đi ra, nhưng bị Miêu bắn trúng cái lon để hù dọa ông ấy. Sợ quá mà núp luôn sau xe ô tô, rồi móc điện thoại mà gọi cho anh Đại Phi để xin đi qua, chứ ông ta sắp nghỉ hưu rồi nên không dám dính tới giang hồ nữa. Sau đó, Ba Phì nhận được cuộc gọi của Đại Phi và thả cho viên cảnh sát già kia rời đi. Bên trong nhà thì Hòa lợi dụng sự phản chiếu của tấm gương để đánh lừa Hòa và Thái. Tiếp đến ba người bắn tung cánh cửa quay vòng vòng cho đến khi cả ba cùng hết đạn. Thái còn một món phi dao điêu luyện đã găm một con dao mà cảnh cáo Hòa. Ngay lúc ấy, em bé bỗng cất tiếng khóc làm ba người chú ý, vợ của Hòa liền cho con bú thế là đứa bé nín ngay lập tức. Hòa bấy giờ mới nói với Hòa rằng hãy ngồi xuống mà nói chuyện một chút. Thế là ông ta đồng ý nhưng căn nhà không có cái ghế nào, cuối cùng cả bọn bốn người phải ra xe, và thay phiên nhau khiêng đồ vào trong dùng cho Hòa. Mỗi người một tay, sắp xếp lại đồ đạc mới mua. Rồi sửa chữa lại mọi thứ bị hư hỏng do cuộc đấu súng lúc nãy gây ra. Phần Hòa thì anh đích thân xuống bếp, mà nấu một bữa cơm gia đình thân mật để chiêu đãi mọi người. Mọi người ngồi lại với nhau như khi xưa năm người vẫn thường cùng nhau ăn cơm. Hòa ăn xong rồi uống trà thì uống phải viên đạn mà khi nãy anh bắn trúng bình trà, mà vướng lại bên trong, khiến cho ai cũng bật cười thoải mái mà phun cả cơm. Tiếp theo, Hòa lấy máy ảnh ra, và chụp một bức hình cùng với mọi người để lưu giữ lại kỷ niệm. Cuối cùng, cả năm anh em ngồi lại với nhau nói chuyện. Hòa nói anh không trốn đi xa được, bởi vì vẫn cần một số tiền để lo cho cuộc sống. Hòa mới nói, bây giờ Đại Phi đã ra lệnh rồi, nếu ông ta không ra tay thì cũng sẽ có người khác ra tay. Thái mới tiếp lời, nếu ai đụng đến Hòa thì anh ta sẽ giết người đó. Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho Hòa. Rồi anh đi vào trong phòng, anh đã mua một cái lắc chân đeo cho con trai, và nằm xuống cạnh cậu bé mà ngủ. Vợ anh thì đem chăn ra cho bốn người bạn của chồng mình, cô còn cầu xin bọn họ hãy tha cho gia đình họ một con đường sống. Sau đó, Hòa nhận được điện thoại của Đại Phi, ông ta hỏi đã xử lý xong chưa nhưng khi nghe Hòa trả lời chưa, thì ông ta nổi giận và cúp máy. Cùng lúc đó, có một ông chủ bên Macau tới nói rằng tên chủ mới của Macau không chịu hợp tác với Đại Phi, thế là Đại Phi bảo ông ta cho người xử lý luôn hắn ta. Sáng hôm sau, năm anh em chạy xe đi đến khách sạn của Tạ Phu. Khi lên lầu có gặp một cô kỹ nữ gợi cảm, đang cố quyến rũ bọn họ, nhất là Ba Phi. Tạ Phu bề ngoài là ông chủ khách sạn, nhưng bên trong ông ta còn là nhà môi giới các phi vụ chi tiền thanh toán lẫn nhau. Mục đích của Hòa đến đây cũng chính là làm nốt một phi vụ cuối cùng anh em, để kiếm một số tiền lớn mà cho vợ và con anh sống sung túc sau này. Xong việc thì anh sẽ giao nộp mình cho Hòa đem đến cho Đại Phi. Tạ Phu mới kể cho mấy phi vụ nhưng toàn ít tiền, thế là ông ta tiết lộ một phi vụ rất lớn, rất khó thực hiện. Đó là sắp có 1 tấn vàng tiền tham nhũng của các quan chức nhà nước, được vận chuyển bí mật đi qua núi Quan Âm. Nếu phi vụ thành công thì sẽ chia đều 50-50, một nửa cho ông, một nửa cho mọi người. Sau đó, mọi người cùng ngồi lại suy nghĩ, trong lúc vẫn đang đắn đo, không biết đó có phải là tin thật hay tin giả nên chưa dám chốt. Cùng lúc đó, ông chủ bên Macau cũng tìm tới Tạ Phu, để ra giá cho phi vụ giết chết tên chủ Macau tên là Đoàn Quyển Cường,
chỉ cần hắn ta chết thì giá cả không thành vấn đề. Thế là, Tạ Phù quay lại và nói cho nhóm của Hòa biết thêm một phi vụ giết tên Đoàn Quyển Cường, và giá cũng rất hời. Cuối cùng bọn họ quyết định chọn giết tên đại ca Ma Cao đó chứ không đi cướp vàng. Tạ Phù cũng đọc ám hiệu cho mọi người biết khi nào nên ra tay. Hòa cũng tiến lại từng người mà bắt tay cảm ơn trước, vì đã chịu giúp đỡ anh lần cuối cùng này. Tối hôm đó, tại nhà hàng sang trọng, ba người Hòa, Thái và Hỏa đã ngồi sẵn bên trong. Đợi đến lúc ông chủ Ma Cao đến nói chuyện với tên Quyển Cường, nhưng hắn ta rất ngang ngạnh và hống hách không xem lời nói của ông chú ra gì, mà cũng chẳng quan tâm tới việc hợp tác với Đại Phi. Làm cho ông chủ Ma Cao bực tức mà ra về, ông ta liền đọc ám hiệu sau đó rời đi trước. Hòa đang tính ra tay thì bất ngờ, Đại Phi bỗng dưng xuất hiện. Thì ra hắn ta đã biết trước nhóm của Hòa đã nhận phi vụ này nên vô cùng tức giận, mà tới phá đám, cũng như có mục đích riêng. Sau khi không nói chuyện được với tên Quyển Cường, Đại Phi lật tung cái bàn làm lộ ra cây súng của Quyển Cường đã giấu từ trước. Khiến hắn ta không ngờ đàn em đi theo mình cũng đã bị Đại Phi mua chuộc. Tiếp theo, Đại Phi còn chỉ mặt của Hòa Thái và Hỏa nói rằng, bọn họ tới đây chính là để giết cậu mà lấy tiền thưởng. Rồi hắn tiến tới chỗ của Hỏa, nói rằng anh cải trang dễ nhận ra quá, rồi tháo mắt kính mà tát nước vào mặt anh, còn lấy áo khoác trùm đầu bảo như vậy mới không ai nhận ra nè. Nói rồi tát một phát thật mạnh vào mặt Hỏa và móc súng bắn vào ngực anh, nhưng may mà Hỏa có mặc áo chống đạn nên chỉ bị thương nhẹ. Hỏa liền lật bàn và bắn trúng háng của Đại Phi, Quyển Cường cũng giết luôn ông chủ Ma Cao. Miêu và ba phỉ nghe tiếng súng liền hớt hải chạy vào tiếp ứng. Thái cô rất thông minh đã bắn bể hết các bóng đèn để không thấy đường. Thái cô bắn yểm trợ cho Hỏa bị thương, còn Hỏa khi thấy Đại Phi bỏ chạy đã đuổi theo, nhưng bị quỷ đầu bắn trúng ngực bị thương nặng. Miêu cũng vào đến nơi và canh chừng cửa sau cho anh em chuẩn bị trốn ra ngoài. Miêu xông lên phá vong vây, mở đường cho Thái kéo Hỏa bị thương ra bên ngoài mà bỏ trốn. Về phần Đại Phi, hắn trốn trong toilet cùng với Quyển Cường, và cả hai nhờ vậy đã kết thân và hợp tác cùng với nhau. Quay lại nhóm người của Thái, đã gặp lại còn gặp phải cái xe cũ kỹ hay chết máy của Hòa, khiến cả đám bực tức. Đã vậy còn tiếp tục bị tên cảnh sát già bắt gặp, nhưng ông ta liền tươi cười nói, chỉ còn mười mấy tiếng nữa là ông nghỉ hưu rồi, chỉ vô tình đi ngang qua thôi, rồi cất chuông báo động và kêu cấp dưới lập tức lái xe đi. Miêu sau đó trổ tài bẻ ổ khóa xe ô tô, và trộm được một chiếc xe ngon lành hơn hẳn chiếc xe cũ kỹ kia. Miêu hỏi giờ phải đi đâu, thì Thái nói phải đưa Hòa tới bệnh viện, nhưng Hòa cản lại nói không được. Ông bảo mình biết một tên bác sĩ giỏi làm mấy vụ này. Thái tức giận chửi Hỏa rằng Hỏa xưa kia mà anh quen đã chết từ lâu rồi, Hỏa bây giờ không còn tính người nữa. Giận thì giận nhưng cuối cùng cũng phải đưa đến gặp tên bác sĩ chui kia. Ông ta thì đang bận đóng đinh với cô kỹ nữ ở khách sạn của Tạ Phu, nghe chuông liền lật đật chạy ra mở cửa. Sau đó, hắn ta ra giá 3 vạn mới chịu làm, thế là mấy anh em đồng ý và đưa Hỏa lên bàn mổ. Nhưng cả bốn người gom góp hết tiền cũng chỉ còn 1,5 vạn. Tên bác sĩ cũng đành đồng ý mà làm theo. Viên đạn sau đó cũng được gắp ra ngoài, bốn anh em mới ngồi bàn sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng Hỏa nói, cứ tới đâu hay tới đó đã. Bác sĩ đang khâu lại vết thương thì nghe tiếng bấm chung cửa, ai nấy đều căng thẳng không biết là người nào. Miêu chỉ súng bảo tên bác sĩ cứ tiếp tục làm. Một hồi sau, cô kỹ nữ kia mới chạy ra mở cửa. Thì ra là tên Đại Phi, hắn cũng đến đây để bác sĩ khâu vết thương. Miêu và mọi người đã trốn đi hết, Đại Phi mới kéo luôn cái giường của Hỏa đi, mà cởi quần ra để tên bác sĩ làm cho ông ta trước. Tên Quyển Cường sau khi băng vết thương ở tay, thì hắn nhận ra có 4 ly nước hãy còn nóng ở trên bàn, liền lập tức nghi ngờ. Ngay lúc đó, Hòa qua cơn nguy kịch đã tỉnh dậy mà ngóc đầu lên khiến cho Đại Phi nhận ra anh. Thế là không thể trốn được nữa, bốn anh em của Hòa lập tức nổ súng bắn bọn người của Đại Phi. Nhiêu và ba phì vừa bắn vừa đẩy giường bệnh của Hòa ra xa. Đang trong lúc bắn trả bọn chúng thì Hòa nghe thấy tiếng chuông gió, như tiếng lắc chân của con trai mình. Nên anh đã xuống giường mà đi đến đó không ngờ bị ngất xỉu. Thái và mọi người vừa bắn vừa rút lui xuống dưới đất, đến khi nghe Miêu báo Hòa đã biến đây mất tiêu thì đã muộn. Thì ra bọn chúng đã tìm thấy Hòa, và quăng anh rơi từ cửa sổ xuống dưới đất một cách tàn nhẫn. Thái rất muốn ra cứu Hòa nhưng Quyển Cường, và Đại Phi chỉ canh chờ anh ló đầu ra là bắn. Đại Phi độc ác còn bắn liên tiếp nhiều phát vào người của Hòa khiến cho anh mất máu rất nhiều. Ba phỉ phía bên này thì nghĩ ra một cách đó là kéo tấm vải mà Hòa té lên, rồi cứ từ từ lôi đi đã cứu được anh. Trên này... Tên bác sĩ trông thấy cô kỹ nữ dám ăn cắp tiền cửa mình liền chạy đến, nhưng lại bị Đại Phi bắn chết luôn. Quay lại nhóm của Thái, bấy giờ họ lại không biết phải đi đâu khi mà vết thương của Hòa đã quá nặng. Thì bỗng dưng Hòa bật dậy và lẩm bẩm rằng đi về nhà, đi về nhà. Khiến anh em ai cũng buồn bã, Thái ôm Hòa mà chảy nước mắt. Khi xe vừa về đến nhà, vợ của Hòa không ngủ được đã lập tức ra mở cửa. Anh em khiêng xác Hòa đặt gọn gàng trên ghế sofa, vợ Hòa không tin vào mắt mình là chồng cô đã chết. Thái bảo. Chị nhà mau dọn đồ mang theo cả em bé mà bỏ trốn cùng họ nhưng cô không nghe. Cô âm thầm lại tủ kéo và lấy súng, bất ngờ bắn về phía Thái và Hòa. May mà hai người nhanh chân đã chạy ra xe mà kịp thời tẩu thoát. Vợ Hòa tức giận mà cứ xả súng về hướng bọn họ.
Tiếp theo cô đập bể hết đồ đạc và chất lên thi thể của chồng để hỏa thiêu anh. Sau đó, cô bế con trai trên người rồi rời khỏi ngôi nhà. Quay lại bọn của Thái, gặp ngã ba không biết đi hướng nào, thế là ba phì đưa đồng xu cho hỏa tung để chọn đường đi. Ai dè dẫn thác núi đá, đường dốc quá mà xe chạy không nổi phải xuống đẩy bộ. Đẩy xuống được dốc thì chiếc xe lại bị bể bình xăng mà chảy hết. Thế là cả bốn người đành quốc bộ mà đi. Phía bên này, cô vợ Hòa cầm theo tấm hình mà truy tìm tung tích của bốn người bạn chồng mình. Đi được một lúc, Hòa lại tung đồng xu để chọn hướng đi tiếp theo, lần này may mắn hơn khi gặp được một vực dốc có hồ nước mắt ở phía trước. Cả đám thi nhau chạy bộ xuống như trẻ con mà vui đùa rồi uống nước. Sau đó, cả bọn ngước mặt lên thì không tin vào mắt mình. Đó chính là ngôi chùa Quan Âm ở phía trước mặt, nơi mà đoàn xe áp tải vàng sẽ đi ngang qua theo như lời kể của Tạ Phu. Có lẽ đây là ý trời sắp đặt cho bọn họ thực hiện phi vụ này. Quả đúng là có đoàn xe cảnh sát thật, bốn anh em nằm phục kích quan sát. Ba phỉ nhanh tay lên đạn khẩu súng khiến ai cũng nhìn anh. Nhưng Hòa do dự, cuối cùng phải tung đồng xu để quyết định. Ai ngờ đồng xu bảo không cướp, làm cho anh em ai nấy đều chán nản. Kế đến cả bốn tiếp tục đi băng qua khu rừng, đang tiếc hùi hụi vì số vàng kia, thì họ bỗng nghe tiếng súng rồn rập từ phía sau lưng. Thế là cả bọn quay lại và trông thấy đoàn xe cảnh sát lúc nãy đã bị phục kích. Rất nhiều cảnh sát bị bắn chết, riêng một tay súng ngắm là bắn rất giỏi. Anh ta chỉ cần nghe tiếng nổ là biết phát ra từ đâu, thế là bắn hạ mấy tên núp trên cây làm chúng rơi xuống như mít rụng. Còn Thái và mọi người thì tròn xoe cả mắt khi thấy trong chiếc xe van kia toàn là vàng thỏi đang phát sáng. Tên cảnh sát kia thì vẫn miệt mài hạ từng tên một, tài nghệ của anh làm cho Miêu cảm thấy vô cùng thích thú khi xem qua ống nhòm. Còn một tên núp trên cây nhưng anh cảnh sát không phát hiện ra, thế là Miêu dùng gương phản chiếu ánh sáng giúp đỡ viên cảnh sát hạ nốt tên đó. Bấy giờ cây súng ngắm cũng hết đạn, nhưng còn vài tên đang đổ bộ tới khiến viên cảnh sát bị yếu thế. Ngay lúc ấy, bọn của Thái mới bắt đầu ra tay, họ nhanh chóng diệt gọn bọn người kia giúp viên cảnh sát. Rồi Miêu bắn bay luôn cây súng trong tay của anh ta, viên cảnh sát ấy vẫn không chút sợ hãi mà cứ đi đến nhặt khẩu súng, dù cho Miêu cứ bắn nó đi chờ tới khi rớt tủng xuống nước. Anh ấy mới nói rằng, giờ ai cũng chết hết rồi, anh mà còn sống trở về thì bọn họ cũng sẽ không tin là anh nói thật. Đang tính sống chết với cả bọn thì Hòa bước lên khuyên giải. Ông nói bọn họ chỉ lấy một phần thôi, và sẽ chia luôn phần cho anh ta. Thôi thì cứ tham gia cùng bọn họ chứ mắc gì quay về để chết. Thế là viên cảnh sát đồng ý luôn với Hòa. Còn chia thuốc cho Thái và Hòa hút, Miêu và ba phì thì sướng điên với số vàng kiếm được. Ở phía bên này, vợ của Hòa không ngờ lại tìm tới ngay khách sạn của Tạ Phu, mà hỏi tung tích của bốn người. Ai dè bị cô kỹ nữ kia nhận ra bọn họ, đã dẫn tới phòng của Tạ Phu mà chỉ điểm. Quay lại bên này, cả đám đang uống rượu vui vẻ kể về những dự định khi có số vàng này trong tay. Hòa thì nói sẽ đi học lại, Miêu thì đòi mở tiệm bán súng ống, còn ba phì thì muốn cưới vợ sinh con. Nói tới đó cả bọn liền bỏ tuột quần anh mập ra, mà kiểm tra xem thế nào mà đòi cưới vợ, làm cả đám cười nắc nẻ như con nít. Đang vui vẻ như vậy, thì Hòa nhận được cuộc gọi từ Đại Phi. Hắn ta nói bốn người đi mà không nghĩa khí dắt theo vợ của Hòa gì cả, rồi hắn cứ lắc cái vòng chân của em bé khiến cho Hòa như chết đứng. Ba người từ xa nghe thấy Hòa căng thẳng nên cũng im bặt mà ngóng tình hình. Sau khi cúp máy, Hòa vô cùng tức giận mà đạp bể luôn cái điện thoại. Tiếp theo, cả đám khiêng mấy thùng vàng lên trên tàu, mọi người đắn đo nhìn nhau chưa biết phải làm thế nào. Thế là ba phỉ tài lanh quăng đồng xu cho Hỏa để chọn. Hỏa suy nghĩ một lúc rồi quăng luôn đồng xu xuống biển, vì lần này thì ông đã có quyết định phải thực hiện lời hứa với Hòa, mà không cần tới đồng xu kia. Sau đó, ông bảo viên cảnh sát kia cứ giữ số vàng đó, họ chỉ lấy một ít mang đi trước, hẹn sau này gặp lại. Bốn người vừa đi vừa uống rượu cùng nhau lần cuối. Vừa đến khách sạn, Miêu lại lụm ngay mấy chai rượu ngon mà chia cho mọi người. Khách sạn thì yên tĩnh không một bóng người. Hỏa mới nói đùa rằng họ có cả trăm người mà lại đi mai phục bốn người chúng ta à, thế là cả đám phá lên cười. Thế là người của Đại Phi sau đó cũng chịu xuất đầu lộ diện. Bốn người anh em còn thì nhau vào trong máy ảnh để chụp hình cùng nhau rất là vui vẻ. Chỉ đến khi Tạ Phu mở cửa cho vợ của Hỏa bước ra thì cả đám mới nghiêm túc lại. Bên ngoài thì xe của viên cảnh sát già lại đi ngang qua khách sạn, nhưng chỉ dám ở bên ngoài nghe ngóng. Bên trong, vợ của Hỏa rút súng ra mà bắn liên tiếp vào người của Hỏa nhưng không chết. Đại Phi mới nói hắn mặc áo chống đạn, cứ bắn vào đầu hắn ta. Thế nhưng cô ta đã không còn muốn trả thù nữa khi nghe con mình khóc ré lên. Thế là Thái cùng hai anh em còn lại quăng mấy cái túi lên, bên trong toàn là vàng thỏi, khiến cho Đại Phi thích thú. Thái nói hãy bỏ qua mọi chuyện và tha cho bọn họ, thì số vàng này sẽ thuộc về ông ta. Đại Phi mới tiến tới số vàng và quăng cho Tạ Phu kiểm tra thì đúng là vàng thiệt. Thái nói còn ở ngoài xe nữa, tất cả sẽ đưa cho hắn. Thế là Đại Phi cũng vui vẻ chấp thuận. Ông ta cho phép mọi người được rời đi hết nhưng bắt Hỏa phải ở lại với hắn. Thế là Thái tiến tới kéo vợ của Hỏa đi ra bên ngoài, gần tới cửa anh chỉ cho cô lái xe đến bến tàu sẽ có người đợi sẵn ở đó. Rồi anh bất ngờ đóng sầm cửa lại và quay lại, Đại Phi giật mình quăng lon nước ngọt về phía bọn họ, nhưng bị hổ đá bay lên trần. Thế là trong lúc lon nước còn đang bay, thì bốn người họ đã bắn hạ rất nhiều tay sai của Đại Phi,
Một cuộc nổ súng đẫm máu diễn ra, đạn bay tứ tung trúng cả tên tạ phu tham lam, nhiều bị dính đạn nhưng anh cũng kịp bắn hạ tên quyển cường. Trong không gian chật hẹp như vậy, ai nấy đều bị thương và ngã khuỵu. Thái cố gắng tiến tới chỗ của Đại Phi, vừa té ngã vừa bắn hắn ta để trả thù cho Hòa. Tiếng súng dừng lại cũng là lúc lon nước ngọt rớt xuống đất. Viên cảnh sát già bên ngoài cũng đợi đến chung 12 giờ điểm là hết giờ làm việc và lái xe trở về nhà tận hưởng việc nghỉ hưu. Trong nhà, bốn anh em Hỏa Thái Miêu và Ba Phi đều đã bị trọng thương, nhưng họ không đau đớn mà cười mãn nguyện vì kiếp này được sát cánh cùng nhau, hoàn thành tâm nguyện của Hòa. Cô kỹ nữ kia thì nhanh tay vơ vét số vàng kia rồi bỏ trốn. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.